Từ bao đời nay, giỗ tổ Hùng Vương vào ngày 10 tháng 3 âm lịch đã trở thành một ngày lễ truyền thống trọng đại ở khắp mọi miền trong cả nước. Vào ngày này, người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum tổ chức giỗ tổ Hùng Vương, thể hiện lòng tôn kính, nhớ về cội nguồn dân tộc, thể hiện truyền thống, đạo lý, uống nước nhớ nguồn. Đền Lương Khế, thành phố Kon Tum được xây dựng từ năm 1911. Đây là ngôi đền cổ của miền Trung và Tây Nguyên, có bàn thờ vua tổ Hùng Vương. Như mọi năm, dịp giỗ tổ Hùng Vương năm 2023, đình đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho nhân dân ngưỡng vọng anh linh quốc tổ, tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các vị vua hùng và các bậc tiền nhân. Trong giây phút linh thiêng của ngày giỗ tổ, sau khi tham dự nghi thức truyền thống, cán bộ, nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng lễ vật. Ngày 10 tháng 3 đây mình dâng hương, điều thứ nhất là để cho là người dân Việt Nam biết được lịch sử cũng như quá trình dựng nước và giữ nước của các vua hùng, đồng thời cũng để là mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là lớp trẻ, biết được lịch sử và bản sắc văn hóa dân tộc của người Việt Nam chúng ta. Cứ là năm chẵn thì tổ chức là lớn, hoành tráng, quy mô, còn những năm lẻ thì tổ chức với hình thức là cũng là gói gọn, là nhỏ, nhưng mà đình vẫn duy trì truyền thống đó. Cứ năm nào cũng cùng với lãnh đạo của phường, thành phố là cũng tổ chức dân hương. Tuy không có cơ hội hành hương về tỉnh Phú Thọ, nơi có đền thờ vua Hùng, nhưng người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum vẫn một lòng hướng về đất tổ. Không chỉ có đền Lương Khế, mà một số khu dân cư, cơ sở thờ tự như chùa Tháp Kỳ Quang ở huyện Đắc Hà cũng tổ chức giỗ tổ Hùng Vương. Đó như một minh chứng thể hiện tình cảm, hướng cội, nhớ nguồn, cũng như sự trân trọng của người dân khi được sống và học tập trong môi trường ngày càng tốt hơn, với nhiều thành tựu về kinh tế, xã hội của quê hương đất nước. Tôi là người là ở tại địa phương này, năm nào cũng hưởng ứng chủ trương đảng nhà nước luôn quan tâm để tổ chức lễ dân hương giỗ tổ Hùng Vương 10 tháng 3 âm lịch hàng năm. Lúc nào tôi cũng có mặt để cùng với bà con toàn tỉnh như là ở phường thôn đây, là lúc nào tôi nhớ đến vua Hùng, tôi động viên con cháu dành một thời gian để mà dâng cây hương để tưởng nhớ vua Hùng. Thiết thực là phường thống nhất tổ chức cái ngày lễ dâng hương ở của phường thì cũng dành một thời gian đến đây để tưởng nhớ đến các vua Hùng, để đặc biệt là Hùng Vương thắp nén nhang để dâng hương lên các vua Hùng, rồi với bản thân là cũng rất là thấy xúc động và cũng cố gắng rằng là mình sẽ cố gắng học tập lao động để không có phụ lòng những người đi trước. Câu ca dao dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 đã đi sâu vào tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, được nối tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác. Việc thờ cúng các vua hùng là truyền thống đẹp, vừa là điểm tựa của tinh thần đoàn kết dân tộc để nỗ lực hơn nữa xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.